Trứng phục sinh là một trong những biểu tượng quan trọng và được yêu thích trong ngày lễ phục sinh. Tuy nhiên, nguồn gốc của trứng phục sinh vẫn là một câu hỏi gây tranh cãi và có nhiều phiên bản khác nhau. Một trong những nguồn gốc của trứng phục sinh được cho là xuất phát từ thời kỳ bắt đầu của đạo thiên chúa giáo. Trong thời kỳ này, người ta thường đón mừng ngày Chúa Nhật Đức Giêsu phục sinh bằng cách bắt đầu ăn uống lại các loại thực phẩm cấm, bao gồm trứng. Tuy nhiên, theo quy định của giáo pháp, trứng phải được sơn màu đỏ trước khi được sử dụng để tượng trưng cho máu của Đức Giêsu và từ đó chứng phục sinh trở thành một trong những biểu tượng của sự sống mới và sự phục sinh một nguồn gốc khác của chứng phục sinh được liên kết với truyền thuyết hy lạp về estarus vị thần tình yêu và sự phục sinh theo truyền thuyết estarus đã tạo ra chứng để tặng cho các vị thần khác tượng trưng cho sự phát triển và sự sống mới từ đó chứng phục sinh được coi là biểu tượng của sự sống mới và sự phục sinh trong truyền thuyết của người do thái chứng phục sinh được liên kết với câu chuyện về công chúa mariam theo câu chuyện này, khi công chúa Mariam bị buộc tội và bị kết án tử hình, người chồng của cô đã cầu cứu cho cô được ân xá. Người đưa ra án phạt cho công chúa đã đồng ý tha cho cô nếu người chồng của cô có thể đem đến một quả trứng màu đỏ tươi trong vòng 3 ngày. Người chồng của công chúa đã thành công trong việc tìm được quả trứng, và từ đó trứng phục sinh được coi là một biểu tượng của sự sống và hy vọng. Một câu chuyện khác lại kể rằng, khi Đức giê -xu bị đóng đinh và chết trên cây thập giá, mẹ Maria đã mang một quả trứng tới bên cạnh cây thập giá để ăn cho con trai bà tuy nhiên khi mẹ maria đặt trứng xuống đất trứng bỗng nhiên biến thành màu đỏ tươi tượng trưng cho máu của đức giê xu và từ đó trứng phục sinh được coi là một biểu tượng quan trọng trong ngày lễ phục sinh ngoài ra trứng còn có ý nghĩa đặc biệt trong văn hóa dân gian của nhiều quốc gia ở nga chẳng hạn trứng phục sinh được làm thủ công và được trang trí bằng các họa tiết đa dạng và phong phú các trứng phục sinh nga thường được làm bằng gỗ hoặc sành và được trang trí với các họa tiết truyền thống từ những hình ảnh tôn giáo đến những hình ảnh văn hóa và lịch sử Tóm lại, nguồn gốc của trứng phục sinh vẫn còn là một vấn đề đang gây tranh cãi và có nhiều phiên bản khác nhau. Tuy nhiên, trứng phục sinh được coi là biểu tượng của sự sống mới, sự phục sinh và hy vọng trong nhiều văn hóa và tôn giáo khác nhau trên thế giới. Trong ngày lễ phục sinh, trứng phục sinh được coi là món quà ý nghĩa để gửi đến bạn bè và người thân, tượng trưng cho tình yêu, hy vọng và sự sống mới.